Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Hôm nay thứ tư, ngày 21 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 5. Dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội khóa 15 họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi. Điều hành phiên thảo luận sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội đã thảo luận về dự án luật này. Sau kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức lấy ý kiến sâu rộng đối với mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài nước. Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chủ động nhiều hoạt động đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng việc lấy ý kiến nhân dân, tích cực tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5. Ngày 9 tháng 6 năm 2023, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật đất đai sửa đổi. Đã có 186 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến tại 19 tổ. Không khí thảo luận sôi nổi, nhiều ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trí tuệ, trách nhiệm. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cho ý kiến về những vấn đề trọng tâm trong dự án luật cũng như những vấn đề các đại biểu quan tâm. Trong phiên thảo luận sáng nay, đại biểu góp thêm nhiều vấn đề về công tác quy hoạch sử dụng đất, về nguyên tắc đền bù, tái định cư, về chính sách điều tiết chênh lệch địa tô, bảo đảm công khai, minh bạch. Về cơ chế và chính sách tài chính đất đai, đại biểu cho rằng phải làm sâu sắc và toàn diện hơn nữa những chính sách tài chính có tính chất ưu đãi về đất đai thông qua công cụ thuế để khuyến khích các chủ thể quy động các nguồn lực và đầu tư chỗ ở và tạo việc làm cho người dân bị thu hồi đất. Đáng chú ý là về nguyên tắc phương pháp định giá đất, đại biểu đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát, bổ sung, làm rõ, minh bạch nguyên tắc thị trường để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Bởi thực tiễn trong thời gian qua, việc bồi thường hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi không chỉ ở vấn đề tính tiền bồi thường khi thu hồi đất mà còn ở phương pháp phương án hỗ trợ tái định cư. Việc duy trì một mặt bằng hợp lý các chi phí liên quan đến đất sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phát triển bền vững. Sáng nay, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khai mạc Đại hội đại biểu người Công giáo Vĩnh Long xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự có Linh mục Phan Đình Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. Về phía tỉnh Vĩnh Long có ông Nguyễn Thành Thế, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và 95 đại biểu đại diện cho hơn 51.000 giáo dân trên địa bàn. Phát biểu khai mạc đại hội, Linh mục Lưu Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long khóa 5 nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh luôn được phát huy mạnh mẽ, thể hiện tốt vai trò là tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng chú ý, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo đã được đông đảo đồng bào Công giáo trong tỉnh hưởng ứng tích cực. Qua đó đã xuất hiện ngày càng nhiều khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, đời sống của đồng bào Công giáo từng bước được nâng lên. Ngoài được nghe các tham luận để làm rõ hơn các kết quả đã đạt được trên các lĩnh vực đời sống xã hội của đồng bào Công giáo 5 năm qua, trong sáng nay, đại hội cũng được nghe kết quả hiệp thương suy cử nhân sự tham gia ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023-2028. Sáng nay, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đến kiểm tra điểm chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 đặt tại trường Trung học cơ sở Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vĩnh Long. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho công tác chấm thi, bao gồm phòng bảo quản bài thi, phòng làm việc trưởng ban chấm thi, phòng làm việc của ban thư ký, phòng chấm thi, phòng chấm kiểm tra, khu vực chấm thi trắc nghiệm. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý Sở Giáo dục Đào tạo và các ngành liên quan cần rà soát, kiểm tra hệ thống camera, đảm bảo quan sát toàn cảnh, không có góc khuất, đảm bảo điện, phòng cháy chữa cháy tại điểm chấm thi, nhất là khu vực chứa bài thi, hồ sơ liên quan. Rút kinh nghiệm các năm trước, cập nhật những hướng dẫn quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cán bộ chấm thi nắm rõ, thực hiện đúng quy chế, đồng thời quan tâm bố trí nơi ăn nghỉ cho lực lượng tham gia chấm thi. Chiều hôm qua, Học viện Chính trị khu vực 4 phối hợp với Trường Chính trị Phạm Hùng tổ chức lễ bế giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung năm 2021-2023 tại tỉnh Vĩnh Long. Đến dự có Tiến sĩ Lê Xuân Tạo, Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực 4, ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Tham gia khóa học có 57 học viên là cán bộ đang công tác tại các sở, ban ngành, các địa phương trong tỉnh.
Qua 16 tháng, các học viên được học tập nghiên cứu 19 môn học, 6 chuyên đề ngoại khóa, trang bị một cách có hệ thống thế giới quan và phương pháp luận khoa học, tính cách mạng và giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Qua đó củng cố lập trường tư tưởng, kiên định con đường, mục tiêu lý tưởng cách mạng, đồng thời giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy, gắn lý luận với thực tiễn và vận dụng có hiệu quả các kiến thức đã học vào thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học, Học viện Chính trị khu vực 4 đã trao bằng tốt nghiệp cho 100% học viên. Sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Long Hồ tổ chức giám sát việc thực hiện kế hoạch phòng chống ma túy trên địa bàn trong năm 2022. Báo cáo với đoàn giám sát, các cơ quan chức năng cho biết toàn huyện Long Hồ có 93 người nghiện ma túy, trong đó nghiện mới 3 người, so với năm 2021 giảm 51 người. Công tác quản lý tổ chức cai nghiện tuyên truyền các tác hại của ma túy đang được các địa phương thực hiện tốt, góp phần giảm đáng kể số người nghiện. Tại buổi làm việc, đoàn khảo sát lưu ý các ngành có liên quan tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác phòng chống ma túy. Từ đó, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động, xây dựng phong trào toàn dân phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, để người nghiện tự nguyện tham gia. Tăng cường phối hợp kiểm soát, quản lý chặt chẽ các chất gây nghiện, chất hướng thần, phòng ngừa, ngăn chặn, không để tội phạm sản xuất ma túy tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, trước sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, nhiều thông tin giả, thông tin sai sự thật được đưa trên các trang mạng xã hội gây không ít bức xúc, thậm chí hoang mang trong dư luận. Trước thực trạng đó, gần 2 năm nay, bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phản bác các thông tin sai trái thù địch, góp phần định hướng dư luận thông qua một góc nhìn sự thật, phát sóng vào chương trình thời sự tối 18:30 thứ Bảy hàng tuần. Từ chương trình phát sóng đầu tiên, một góc nhìn sự thật cho thấy rõ sự kết nối giữa cơ quan báo chí và các cơ quan chức năng cũng như các tầng lớp nhân dân trong việc làm rõ, nêu đúng sự thật của vấn đề để phản ánh những thông tin giả, thông tin sai sự thật. Có thể nói đây là diễn đàn của sự thật để làm cho mọi người thấy được, nhìn nhận được đúng đắn của vấn đề và có thái độ ứng xử phù hợp. Khi thực hiện một cái phóng sự và mình làm rõ được sự thật của vấn đề, mình làm cầu nối giúp cho khán giả hiểu rõ được bản chất của vấn đề đó là gì, thì bản thân mình thấy rất là vui. Vui là vì mình đã góp phần là làm cầu nối giữa các cái cơ quan ban ngành với lại người dân để giúp cho người dân hiểu rõ đâu là bản chất của vấn đề, và từ đó, từ cách hiểu đúng đó thì người dân là càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Gần 2 năm qua, khi triển khai thực hiện tiểu mục góc nhìn sự thật phát sóng trong chương trình thời sự, đội ngũ những người làm báo của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long luôn nhận được sự đồng thuận, hỗ trợ tích cực từ các ngành chức năng và nhân dân. Trong đó, đặc biệt cán bộ chiến sĩ Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh đã luôn đồng hành, làm sáng tỏ bản chất nhiều vụ việc được dư luận quan tâm. Trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, thì giữa Ban chỉ đạo 35 Công an tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long thì luôn có cái sự phối hợp, trao đổi thông tin, những cái tình hình liên quan, rồi phối hợp thực hiện nhiều cái tin bài phát trong các cái chương trình thời sự của đài hoặc là trong cái chuyên đề góc nhìn sự thật, những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm nhiều, từ đó mà có cái định hướng tốt của dư luận xã hội, rồi kịp thời phản bác lại những cái thông tin giả, tin sai sự thật, những thông tin xấu độc, từ đó góp phần đảm bảo tốt cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Việc thông tin tuyên truyền bảo vệ tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điểm sai trái, thông tin xấu độc thù địch những năm qua luôn được Ban Giám đốc, Ban Biên tập, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Long quan tâm chỉ đạo thực hiện nhanh, chính xác và kịp thời trên các hạ tầng phát sóng của đài. Và công tác này luôn được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần cùng báo chí tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả đó thì khẳng định là các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện thắng lợi cái sứ mệnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi kịp thời các cái mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và củng cố tăng cường niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của nhà nước ở trên tất cả các lĩnh vực. Làm rõ vấn đề, phản ánh sự thật của sự kiện thông qua sự kết nối với các cơ quan chức năng để phản bác các thông tin xấu độc,
bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần định hướng dư luận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của báo chí trong tình hình mới hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, bánh xèo là món bánh truyền thống thường được người dân Nam Bộ dâng cúng đất đai tổ tiên trong dịp Tết Đoan Ngọ mùng 5 tháng 5 âm lịch, hay còn gọi là Tết nửa năm. Với ý nghĩa giữ gìn phát huy nét đẹp truyền thống dân tộc, chung tay hỗ trợ, giúp đỡ các hộ gia đình và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Mặt trận Tổ quốc phường 1 thành phố Vĩnh Long đã phối hợp các tổ chức đoàn thể trên địa bàn tổ chức hoạt động bánh xèo yêu thương. Không khí của ngày hội bánh xèo yêu thương rất nhộn nhịp khi mọi người cùng chung tay góp tiền, góp sức tạo nên hoạt động ý nghĩa thiết thực vì cộng đồng này. Được sự phát động của Hội Phụ Nữ và Mặt trận phường thì các chị em rất là vui và phấn khởi trong ngày hội là đổ bánh xèo yêu thương, thì cũng trùng hợp với ngày Tết Đoan Ngọ 15 tháng 5. Các chị em cùng hợp sức với nhau, ai có gì góp nấy nhằm tạo một phần kinh phí để giúp đỡ cho những trẻ em nghèo khó khăn ở trong địa bàn phường. Hàng năm tới Tết Đoan Ngọ là mùng 5 tháng 5 á, thì hay cô bác người ta hay làm bánh xèo, cho nên là cái món bánh xèo là món ăn truyền thống, mỗi nhà đều có tổ chức làm bánh để là cúng ông bà. Chỉ trong vòng một ngày phát động, các chị em đã hoàn thành hơn 300 cái bánh xèo để trao tặng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Chương trình bánh xèo yêu thương là một ý tưởng của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội của phường 1 thì nhằm cái lan tỏa và chia sẻ yêu thương cho các mảnh đời như hộ nghèo, hộ cận nghèo, các em nghèo khó khăn trên địa bàn. Thì chương trình đã được hưởng rất là đông. Nhân dịp này cũng tạo cho các chị em có cái cơ hội là chỗ tài, đảm đang góp phần giữ gìn cái truyền thống tốt đẹp của Tết Đoan Ngọ của mình. Những chiếc bánh xèo trao tay các hoàn cảnh khó khăn trong dịp này còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình nguyện vì cộng đồng, hiện thực hóa các hoạt động an sinh xã hội của các tổ chức chính trị, đoàn thể. Chương trình diễn ra đến hết ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch tại khu vực Cây Đa, cửa Hữu, phường 1, thành phố Vĩnh Long.